안녕하세요, 여러분. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video hướng dẫn về từ vựng tiếng Hàn trong bài 5 với chủ đề là Haro in qua công việc trong ngày. Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp 1 dành cho người Việt. Và với cái chủ đề Haro in qua này, chúng ta sẽ có những từ vựng dưới đây ạ. Đầu tiên là 시간. 시간. 시간, thời gian. 오전. 오전. 오전, buổi sáng. 오후, 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 buổi chiều. 낮, 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 ban ngày. 밤, 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 ban đêm. 아침, 아침, 아침. Chúng ta có cái từ chim này là sáng, và sáng theo như giờ thì thường nó sẽ dao động là từ lúc sáng 6 giờ cho đến 8 giờ thôi, và thường là gì bữa sáng chúng ta cũng dùng cái từ chim. Nhưng mà vừa rồi các bạn thấy có thấy cái từ ố cho không ạ? Cái sự khác nhau rất là ố cho là gì ạ? Ố cho nó là một nửa buổi sáng đó, một nửa buổi sáng luôn, tính đến 11 12 giờ luôn. Còn đâu chim chỉ là một lúc buổi sáng thôi các bạn nhé. Nên là bữa sáng thì chúng ta dùng được cái từ chim, chứ chúng ta không được dùng được cái từ ô chon. Đó, ô chon là buổi sáng, một nửa buổi sáng. Ô hu, buổi chiều, một nửa buổi chiều. Chim chỉ là một lúc buổi sáng thôi. Chom sim, chom sim, chom sim, buổi trưa hoặc là bữa trưa. Cho nhọc, cho nhọc, cho nhọc, tối. Xe biọc, xe biọc, xe biọc, sáng sớm. Si, 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 giờ. Phun, 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 phút. Chô, 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 giây. Il sang, hàng ngày. Ilonata, 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 nối âm, thức dậy. Ilin takta, ilin takta. Irin tắc tà, đánh răng. Xe su ha tà, xe su ha tà, xe su ha tà, rửa mặt. Il tà, il tà, đọc. Phô tà, phô tà, phô tà, xem. Tha ni tà, tha ni tà, là đi lại, có tính thường xuyên. Ví dụ như là chúng ta đi học thì hàng ngày các bạn đi học đúng không, đi rồi lại về, đi rồi lại về. Hoặc là chúng ta đi làm công ty, đi rồi về, đi rồi về, thì chúng ta sẽ dùng cái từ tha ni tà. Ví dụ như là gì, 학교에 다닙니다, 학교에 다니다, hoặc là 회사에 다니다, đi đi lại lại. 공부하다, 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 học. 숙제하다, 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 làm bài tập. Chúng ta có cái từ 숙제 là bài tập, và 숙제하다 là động từ, làm bài tập. 청소하다, 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 dọn vệ sinh. Và chúng ta có từ 청 bật hơi lên nhé. Và 청소 là danh từ vệ sinh. 목욕하다, 목욕하다, 목욕하다. Lưu ý, cờ gặp hờ thì cờ sẽ được đọc là khờ, và nối lên đọc là gì? 목욕하다, 목욕하다, tắm. 출근하다, 출근하다, 출근, 출근 là gì ạ? Đi làm. 출근하다, động từ đi làm. 퇴근하다, 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 trái nghĩa với cả 출근하다, chúng ta có từ 퇴근하다 là tan làm, tan sở. 시작하다, 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 bắt đầu. Và chúng ta cũng có cờ gặp với hờ, thì ở đây cờ sẽ được đọc thành là khờ, và đọc là gì? 시작하다, bắt đầu. 끝나다, 끝나다, 끝나다. Nếu các bạn xem video của mình thì mình đã hướng dẫn rất là kỹ đúng không ạ? Chúng ta có cái từ thờ đây sẽ đọc là tờ. Tờ mà kết hợp với n đằng sau thì sẽ đọc chuyển thành đọc là n này, thành niên. Và đọc thành là gì ạ? 끝나다. 끝나다 là xong, kết thúc. 끝나다. 자다, 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 ngủ. 하나, 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 하나 là một, là số thuần Hàn.
Khi các bạn mới học video, các bạn có thể thường nhầm lẫn giữa số tuần hàn và số án hàn, hai cái dạng số của tiếng Hàn, và các bạn có thể vào xem video số tuần hàn của mình để các bạn có thể có cái nhìn kỹ lưỡng và hiểu rõ hơn về số trong tiếng Hàn các bạn nhé. Mình có hướng dẫn video về số án hàn và số tuần hàn cũng như là cái cách đọc số tiền lớn trong tiếng Hàn. Các bạn có thể vào kênh trang Grand Channel để các bạn xem nhé. Rồi, hana, chúng ta có hana là một và hai sẽ là gì? Thul, số tuần hàn. Thul, thul, hai. Set, 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 ba. Net, 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 bốn. Thasot, 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 năm. Yosot, 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 sáu. Ilgup, 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 bảy. Yodol, 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 tám. Ahop, 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 chín. Yol, 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 mười. Yorana, yorana, mười một. Yordul, yordul, mười hai. Yorset, yorset, mười ba. Kết hợp giữa 10 và 3, 10 và 4 thôi ạ, đúng không? Tương tự 14 chúng ta sẽ có là Yolnet, 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 Yolthasot, 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 15, Yolyosot, 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 16, Yolinkup, Yorinkup hoặc là Yorinkup đều được. Yorinkup 17. Yoryotol, Yoryotol 18. Yorahop, Yorahop, Yorahop 19. 20 sẽ là Sumul, Sumul, Sumul. Seoreun, Seoreun, Seoreun 30. Mahun, Mahun, Mahun 40. Shin, Shin, Shin 50. Yesun, Yesun, Yesun 60. Irin, Irin, Irin 70. Yodun, Yodun, Yodun 80. Ahun, Ahun, Ahun 90. Pek, 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 100, từ 100 hất lên thì lại quay về số Hán Hàn các bạn nhé. Pan, 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 rưỡi, 30 phút. Chal, 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 tuổi. Hòn, 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 lần. Thế học sinh hoạt, thế học sinh hoạt. Chúng ta có từ thế học là đại học và sinh hoạt là cuộc sống sinh hoạt ở đại học. Kyoul, 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 mùa đông. Suop, 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 buổi học. Chip, 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 nhà. Kuhyang, 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 quê hương. Suyong, 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 bơi lội. Khung hàng, khung hàng, khung hàng, sân bay. Xiaomen Huda, Xiaomen Huda, thi, đi thi. Chubarada, 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 xuất phát. Yoja, 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 phụ nữ. Namja, 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 nam giới. Hu, 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 sau khi, sau. Yongmunhwa, Yongmunhwa, Yongmun là tiếng Anh đúng không? Và Yongmunhwa, hoa ngữ văn Anh. Norebang, 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 quán karaoke. Yongo, 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 tiếng Anh. Huy, Huy. Lưu ý đây chúng ta đặt cái từ uy này, nó đứng đằng sau á, thì mình sẽ đọc là y, mình sẽ đọc là he, 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 hội thảo. Phạt ta, phạt
ta, bạc ta, nhận. Unchonada, 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 lái xe. PC bằng, PC bằng, PC bằng, quán internet, quán internet ở Hàn Quốc có cung cấp cả dịch vụ ăn uống, game. PC bằng, internet, 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 bạc, 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 cơm.